Ok, chúng ta tiếp tục. Đối thủ lần này là Myanmar. Anh đánh khai cuộc Italy huyền thoại. CTC cũng đánh rất chắc bài. Cũng dí. Vâng, anh không dám ăn. Gì tốt lên. Lên mã đây thì mình sẽ mất tốt à? Thế phải ăn thôi. Mã ăn lên. Lao lên đấy. Có thể lao vào đây chiếu. Nhập thành thì sẽ mất tốt này. Chén luôn. Rồi, vòng mã lên đây. Ra xe. Lên hẳn hậu giữ. Mình vẫn còn nước lùi mã về để giữ cho mã. Nói chung là CTC vẫn còn nhiều nước. Chén thôi. Hậu ăn lên. Từ nha, nhập thành xa. Tượng ăn, tốt ăn lên, hậu ăn vào. Hậu ăn lên, sen vào. Ra đây. Ừ, cũng được. Nói chung cũng được. Hay giờ ăn đấy à? Ok, mình dọa nước chiếu. Luôn á, không nhìn thấy à? Xuống đây. Ra tượng đây. À, trắng sẽ chiếu đây. Xe mình ăn vào thì chiếu hết, vậy không chạy xe được. Chưa thể manh động. Vòng lên đây, xe sẽ xuống đây à? Rồi, đây mình sẽ ra tượng để phòng thủ đuổi. Thoải mái đi. Đây, chúng ta thấy là xuống xe đây thì mình có thể lùi tượng về thủ. À đâu, tượng ăn luôn. Vâng, như vậy là trắng đang hơn mình một tốt.
Vâng, có anh định dúi xe xuống đây. Đuổi hậu xem nào. Lên đây chiếu chăng? Chiếu rồi. Gì tốt. Mình mà chạy lại mất tượng à. Không chui xuống đây được, xuống đây chẳng lẽ ra xe đuổi hậu ngay. Tôi đang lên hay sen lên nhỉ? Sen lên đi. Ui, nút xe. Đây rồi. Đuổi tượng trước. Vâng, không ngờ là trắng lại chiếu. Nước đánh không giải quyết vấn đề gì. Mình chỉ còn 26 giây. Không cho dí dùng gì cả. Vào đấy giữ khôn đấy. Đây mình không đuổi được xe. Ơ, mất mạng à? Không đẩy lên đuổi được xe. Sợ mất mạng. Đánh lại mất mạng. Đuổi tượng mình rồi đè cái nhau.